Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 8 Đào Phạm Tự Nguyện, Hồi 1 Đọc hồi này tội lưu lang quá, già cả có tuổi rồi mà cứ bị đứa nhỏ Quỳnh Phương nó chọc, cứ giờ nước mắt khóc ra là lão ca ca không biết phải làm gì. Đau đầu phát sốt, nước mũi chảy dòng, gió lạnh tràn vào cổ áo, trong lúc toàn thân đang run rẩy bỗng nhiên người được ôm lên thân mình lắc lư lắc lư như đang ngủ trong nôi sau đó cơ thể hạ xuống đôi chân nhỏ lộ ra dày tất được người ta cởi xuống mày đẹp nhíu lại mang theo một chút bất an chợt có tấm chăn bông dày đặc ấm áp đắp lên người dưới chân trải một tấm chăn ấm áp đêm lạnh buốt dưới chân ấm toàn thân cũng ấm theo sau là cảm giác mềm mại sau gáy có người lót rơm dạ gối đầu tỏa ra mùi đất khó gặp được người tức thời hiểu chuyện tới hầu hạ thiếu nãi nãi quỳnh phương tự nhiên biến thành mèo lười chỉ là không muốn tỉnh lại nàng cuộn tròn thân mình ôm chặt chiếc chăn ấm áp ngủ đến thật mon không biết ngủ bao lâu vẫn còn ngái ngủ chăn bông tựa như bị vén lên trong lòng quỳnh phương chợt có cảm giác kỳ quái chậm rãi mở bừng mắt chỉ thấy xung quanh tối tăm trước mặt một nam tử cúi người khom lưng thấy hắn mắt nhìn ván giường mũi thẳng đôi mắt phượng ấm áp trong trèo đang vỗ nhẹ chăn gối cho mình một khoảnh khắc quen thuộc quỳnh phương ngủ thiếp đi vừa thấy tướng mạo nam tử này không kịp suy nghĩ đôi mắt mèo con nhấc chăn lên như gặp phải ma quỷ nhìn đầu nam tử kinh hãi nói ôi nam tử trước mặt giơ ngón tay ra búng một cái một lực lượng mạnh mẽ ập đến mang theo khí kình mãnh liệt mãnh như sóng lớn. Chăn bông được cuộn lại, bọc Quỳnh Phương lại như một cái bánh trưng lớn, ngã thẳng về phía sau. Ót bị va chạm đụng phải tường đất. Ôi! Người xấu, Quỳnh Phương xua tay, khóc ở trong chăn. Chăn bông bị người ta nhẹ nhàng kéo ra, một người ngồi trước mặt, hắn mặc trường bào màu nâu, trên tay cầm bát canh, không cần phải nói, tất nhiên là người nhìn thấy trước khi ngất đi, Lưu Vân. Quỳnh Phương trắng đêm tìm kiếm hỏi thăm người này, vừa thấy người này ngồi ở bên người, trong lòng trước vui mừng sau kinh sợ. Vui mừng chính là chính mình rốt cuộc tìm được người này, kinh sợ chính là chính mình vừa mới khóc đến thê thảm, khóc như một đứa trẻ, không khỏi bị người ta xem nhẹ. Má nàng đỏ bừng, bất chấp tất cả, trước nâng cầm lên, hừ lạnh một tiếng để tỏ ra rằng trên đời không có chuyện gì lớn ngoại trừ lão nương đây. Đang cười lạnh, bỗng nhiên người dùng mình, lại hắt hơi, đáng thương nàng ngồi ở trên giường không có khăn lụa để lau, vội vàng lấy tay che lại, kết cục hai tay đầy nước mũi. Mỹ nữ hắt xì, nước lặng lẽ chảy ra, mỹ nữ lau nước mũi, lén rút ra. Quả nhiên Quỳnh Phương trộm vươn tay lên, bôi nước mũi lên ván giường, trên mặt thể hiện vẻ xinh đẹp. Đang lúc cố gắng hết sức lau đi, đột nhiên nhìn thấy Lưu Vân mở to mắt nhìn mình, trong tay cầm giấy bản trên mặt biểu tình cực kỳ kinh ngạc quỳnh phương đỏ bừng mặt hét lên nhìn cái gì chưa nhìn thấy nữ nhân bao giờ sao lư vân trước mặt không còn là một dã nhân mặt đầy lông dài nữa hắn buộc lại mái tóc bù xù một thân trường bào màu nâu chỉnh tề đoan chính quả nhiên chính là lư đại nhân mà bản thân nhìn thấy lúc chạng vạng quỳnh phương không biết làm sao để hắn nhìn chằm chằm vào mình toàn thân liền cảm thấy không ổn hắt xì cũng cảm thấy thẹn thùng chỉ là càng lúng túng thân mình càng không nghe lời đột nhiên trong mũi phát ngứa lại có thêm nước mũi muốn chảy ra đột nhiên một hơi khí cay nóng phả vào mặt cúi đầu vừa nhìn đại thủy quái đang bưng một chén canh nóng nhìn nước canh có màu nâu sẫm chắc hẳn là canh gừng nấu đường đỏ quỳnh phương nghĩ thầm người này tâm địa không xấu lại biết hầu hạ nữ nhân nàng hư một tiếng trước tiếp nhận giấy bản tự hắt xì lau mũi sau đó cầm bát canh thổi vài hơi nóng rồi nhấp một ngụm nhỏ. Ngừng nồng sặc mũi, cay khiến mũi thông suốt, Quỳnh Phương khen ngợi, uống thêm một ngụm lớn rồi chẹp miệng, dư vị vô tận. Mỹ nữ uống bát to, nhìn bát to như chậu rửa mặt, nước canh nồng nóng hồi, Quỳnh Phương ngừng đầu uống, giống như phụ nhân đanh đá rửa mặt, lại giống châu đang uống nước, cho dù tư dung tuyệt nhã như Tây Thi, lại cũng không khỏi làm cho hê mắt thấy Lư Vân nhìn chằm chằm chính mình, hai má Quỳnh Phương nóng bừng, vội vàng ngẩng đầu lên, thận trọng nói, tránh ra. Đi quét rác đi, cô nương trước mặt cực sĩ diện, Lư Vân đành phải lắc đầu, đứng dậy tránh đi. Quỳnh Phương nắm chặt thời cơ, vừa thấy Lư Vân xoay người, vội vàng bưng bát canh lên ung ục uống khoảng 10 ngụm, cho đến khi đầu lưỡi nóng bừng, quả nhiên nước mũi ngừng chảy, hô hấp thông thuận, cổ họng cũng dễ chịu rất nhiều nàng lật úp bát canh cầm mặt chén quơ quơ hô lớn tiểu nhị đến lấy bát đi đại tiểu thư vênh mặt hất hàm sai khiến đại thủy quái liền trở về khom người hầu hạ quỳnh phương thấy hắn một tay tiếp chén vẫy chiếc khăn khô trong tay lau trên tấm ván giường quỳnh phương lòng đầy kinh ngạc rất thuần thục mắt thấy trạng nguyên rửa bát cho mình vẻ mặt rất ân cần quỳnh phương có chốt đắc ý đang muốn mở miệng phân phó ăn khuya chợt nghe nơi xa tiếng chuông du dương vang lên là tiếng chuông phật chùa thiên ninh nàng a một tiếng thầm nghĩ hóa ra ta vẫn đang ở dương châu quay người nhìn xung quanh chỉ thấy ngoài cửa sổ tuyết mịn phiêu phiêu yên lặng tường hòa chuyển nhìn trong phòng lại là một mảnh rách nát tiêu điều ngoại trừ gánh mì cạnh cửa chỉ còn chiếc giường nát mà mình đang nằm không còn gì khác nhớ tới đại thủy quái thích ăn cá đang định tìm xương cá chết dưới đất chợt nhớ tới một chuyện, vội nói, này, những hắc y nhân đó đâu rồi? câu hỏi vừa ra, Lưu Vân liền quay trở về, hắn ngồi xổm xuống bên mép giường, duỗi tay đào đào sờ sờ. Quỳnh Phương kinh hãi, hắc y nhân trốn dưới gầm giường à? trong lúc suy nghĩ lung tung, Lưu Vân đứng thẳng dậy, trong tay cầm một đôi giày và tất, đặt ở bên cạnh giường. Quỳnh Phương a à một tiếng, cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ nhắn của mình lúc này mới nhìn thấy ngón chân của mình lộ ra nghĩ đến là lư vân cởi giày cho mình thấy lư vân nhìn đôi chân trần của mình không biết trong lòng nghĩ đẹp hay xấu quỳnh phương sắc mặt phiếm hồng vội vàng giấu món chân vào trong chăn nàng ngồi dậy khụ nói là là người ra tay cứu ta đúng không tối nay mình bị hắc y nhân bắt giữ giờ phút này có thể tránh được một kiếp không cần thiết nói tất nhiên là công lao của lư vân chỉ là quỳnh phương không muốn lưu vân biết được bản thân mình dựa đêm đi tìm hắn liền im bặt không nhắc tới việc này nàng xấu hổ ngồi trên giường đang chờ đại thủy quái trả lời nào biết người này bước tới gánh mì bắt đầu rửa nồi rửa bát quỳnh phương ngây người sau một lúc lâu mắt thấy hắn không để ý tới chính mình rồi lại không cao hứng nhất thời mây đỏ trên mặt mất đi lớn tiếng nói này ta đang nói với ngươi người điếc a à? hỏi chuyện lần thứ hai, đại thủy quái vẫn đưa lưng về phía chính mình, như thể hắn không quan tâm. Trong lòng Quỳnh Phương thầm tức giận, được lắm, cũng sẽ không nói tiếng người sao. Nhớ lại tình cảnh họ gặp nhau ở thác nước, lúc ấy Lưu Vân cả lâm khôn kể, dường như thân có quái bệnh, bây giờ nhìn hắn đổi về bề ngoài anh đính, lại trở thành kẻ mất tiếng, thật sự không thể hiểu được. Nàng hư một tiếng, lớn tiếng liền nói, vị lão đại ca này, hai ta đêm qua đã gặp mặt ở thư phòng cố gia người còn nhớ rõ ta là ai không đang chờ lư vân nói ra tên của mình nào biết lư trạng nguyên cúi đầu nhìn xuống đất thật lâu không nói gì dường như điếc quỳnh phương có chút buồn bực nàng xưa nay sống trong nhung lụa vô luận tô dĩnh siêu phó nguyên ảnh ở trước mặt nàng ai mà không vô cùng cung kính cố gắng tìm cách để khiến nàng vui vẻ nhìn lư vân lãnh đạm trầm mặc không khỏi làm nàng cảm thấy rất không vui, đành phải tự nói tên họ, này. Ta là Quỳnh Phương, ngươi còn nhớ rõ không? Lư Vân đã điếc lại câm, hờ hững, nếu không phải còn di chuyển, chỉ sợ thật cho rằng gặp phải tượng đá. Quỳnh Phương thầm than một tiếng, nghĩ ngợi nói, gã đáng ghét, xem ngươi như thế được bao lâu. Bất chấp tư thái thục nữ, hai tay đỡ lấy ván giường, một chân dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo chân kia duỗi thẳng ra xa, đá vào lưng Lưu Vân. Chân nhỏ trộm đá một chút, liền lại nhanh như tia chớp mà lùi về trên giường, mắt thấy Lưu Vân quay đầu lại, vội khoanh chân ngồi dậy, bộ dáng tao nhã có lễ, lại cười nói, có việc gì không? Lư Vân vẻ mặt tiêu điều, ánh mắt di chuyển trên mặt nàng, liền lại cúi đầu dừa bát, Quỳnh Phương lại cũng không vội, lại lần nữa đỡ ván giường, giơ chân đá hắn. Chân nhỏ đang muốn đá ra, kinh hãi thấy đôi đũa trong tay Lưu Vân, tuy rằng đưa lưng về phía chính mình, nhưng đầu đũa lại đã chĩa về huyệt dũng tuyền ở gót chân, một khi điểm trúng, không khỏi lăn cười to, Quỳnh Phương đỏ mặt, đành phải lui về giường. Lúc này Lưu Vân lại cũng không quay đầu lại, tiếp tục rửa bát. Quỳnh Phương nói trong lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không nổi điên, ta cũng buồn chết trước. Phải nghĩ cách khiến hắn mở miệng, đôi mắt to tròn lưu truyền, lại trở về vẻ đáng yêu khoan dung, nàng tay trái chống gỏ má, nghiêng đầu cười, hoan dung nói, ta khi còn nhỏ đã học thuộc lòng một câu đối, gọi là mưa to đầm đìa, rửa sạch đường lớn nghênh học sĩ. Đề thanh lại nói, vế dưới là cái gì? Năm cảnh thái thứ 32, Lư Vân giải câu đối của Hoàng đế, vế trên là mưa to đầm đìa, tẩy sạch đường lớn nghênh học sĩ, vế dưới lại là thiên lôi xét đánh, mở ra thiên nhãn xem văn chương năm đó từng oanh động kim loan điện dẫn tới vô số đại thần hâm mộ và ghen tị nói đến đây là vinh quang cả đời của lư vân quỳnh phương thoáng mở miệng thử quả thấy bà vai lư đại nhân khẽ động tựa hồ nhớ tới bụi đất ngày xưa đang chờ hắn mở miệng đáp lại thấy lư vân đứng dậy bưng bát lớn trở về gánh mì nhìn hắn đã rửa xong bát rồi lại cầm miếng vải khô để lau quái vật ba lần bốn lượt mở miệng hỏi chuyện người này lại đều bỏ mặc nhìn giày và tất đặt cạnh mép giường của mình nghĩ đến lưu vân sớm đã hạ lệnh đuổi khách chỉ là không nói thẳng mà thôi quỳnh phương trắng đêm tìm kiếm lưu vân khó khăn tìm được người rồi nào biết lại thành quan tài trong tiệm ngủ gà ngủ gật một người nghiến răng lòng tràn đầy phiền não đang định ngồi dậy chợt thấy bụng đau nhói buộc quỳnh phương hai tay ôm chặt bụng thở hồn hển ôi ôi nàng trong miệng đau đớn thở dốc chậm chạp nói không ra lời, thân mình run rẩy sau ngã xuống giường. Sắp đụng phải sàn nhà, đột nhiên một đôi tay vươn ra đỡ được Quỳnh Phương, chính là Lưu Vân. Bụng dưới của Quỳnh Phương bị đau dữ dội, nàng nằm trong lòng ngực đại thủy quái, ánh mắt rưng rưng, hai tay bắt được cánh tay Lưu Vân, thở hồn hình. Lư Vân nguyên bản thần thái tiêu điều, lúc này thấy nàng thống khổ khóc thét, giống như sắp tới tận số bất cứ lúc nào, không khỏi dùng mình, trầm giọng nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi có sai không? Độc của thanh đao chưa được loại bỏ hết sao? Mà đào uy lực như thế nào? Lư Vân đã tự mình trải nghiệm, nhìn Quỳnh Phương biểu tình đau đớn như thế. Tất nhiên sức mạnh còn sót lại của ma đao vẫn đang nhộn nhào. Hắn sợ Quỳnh Phương chịu đựng không dậy nổi, liền ôm nàng lên giúp nàng đuổi độc chữa thương. Mắt thấy Lư Vân ôm chặt mình trong lòng, trên mặt thể hiện sự quan tâm. Quỳnh Phương cảm thấy an lòng, nàng giơ tay lên, nức nở nói, qua. Qua quả bạc, Lư Vân nhướng mày, vội vàng nhau người nàng, trầm giọng nói, qua bói cái gì? Người muốn nói cái gì? Quỳnh Phương thấp giọng thở dốc, dưng dưng nói, qua quả bạc ti sư, nàng chớp chớp mắt, thở dài, ngươi đúng là đại ngốc. Đại thủy quái giả câm vờ điếc, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Quỳnh Phương loạn chọn xung quanh, muốn chết không sống, quả nhiên kế sách đã thành công, lừa được hắn mở miệng. Mắt thấy Lưu Vân nghẹn hỏng nhìn chân chối, Quỳnh Phương tâm hạ đắc ý, Kiều Thanh cười ha ha. Nàng nhẹ nhàng nằm trong lòng Lưu Vân, cười trêu nói, nghe không hiểu ngôn ngữ quái vật của chính mình sao. Qua quả bạc ti sư, gâu gâu, miêu miêu, mị mị, lời nói cầu cầu, tiếng nói sơn dương, tiếng nói của mèo, ta đều nói được. Lưu Vân chợt hiểu và nhận ra Quỳnh Phương đang diễu cợt mình. Lúc ấy hắn thân ở Thủy Động, khi gặp Quỳnh Phương là lúc chỉ vì nhiều năm chưa từng mở miệng nói chuyện, tất nhiên là mồm miệng không linh, lúc đó mới miệng đầy hoa quả bạc ti sư. Hắn thở dài, đôi tay buông lỏng, đặt Quỳnh Phương trở lại giường. Hắn xoay người sang chỗ khác, nâng gánh mì lên. Nhàn nhạt nói, Quỳnh Tiểu Thư, khó khăn gặp nhau ở thác nước, duyên lần thứ hai gặp ở dương châu mong ngươi trân trọng ngọc thể hẹn gặp lại quỳnh phương sợ hắn đi kinh hãi liền hô lư ca ca đùa ngươi thôi đừng nóng giận lư vân là người kiêu tâm nhẫn tính năm đó tuy gặp lại ở kinh thành tu cho dù đầy bụng tương tư nhưng đến rồi đi đột ngột dù có dùng thủ đoạn của cố thiến hề cũng không thể giữ hắn lại hiện giờ đối với quỳnh phương chẳng qua như bèo nước gặp nhau trong lòng càng không vướng bận chỉ đợi rời ngôi nhà tồi tàn này, thiên sơn vạn thủy sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Cái gọi là vỏ quyết dày có móng tay nhọn, cố đại tiểu thư không biện pháp đối phó, quỳnh đại tiểu thư lại có biện pháp ứng phó, mắt thấy lư đại nhân phất tay áo bỏ đi, sẽ đẩy cửa ra ngoài bất cứ lúc nào, quỳnh phương lại không chút hoang mang, trước tiên nàng giơ hai bàn tay nhỏ bé lên che mặt, thút thít một hồi lâu, cúi đầu khóc nức nở. Lư Vân đang muốn đẩy mở cửa phòng, lại nghe thiếu nữ nửa đêm khóc nỉ non quỳnh phương đột nhiên bật khóc lư vân dừng bước nhíu mày nói ngươi lại làm sao vậy quỳnh phương dừng khóc lắc đầu nói ta chết rồi lời nói của quỳnh phương không làm kinh hãi người chết không thôi câu đầu tiên liền nói chính mình hồn về cực lạc nghĩ rằng lư vân không thể không để ý nào biết lư vân đã biết vị cô nương xinh đẹp này luôn nghịch ngợm gây sự miệng toàn là lời bậy bạ làm không được thật lắc đầu muốn nhấc tay mở cửa, bước chân vừa chuyển động, liền nghe thấy một giọng nói buồn bã rên rỉ, ra. Phương Nhi sắp chết mất. Người mau tới cứu Phương Nhi. Quỳnh Phương khóc lớn, ai oán huyền truyền, nghẹn ngào xúc động, khiến người cảm thấy lo lắng. Lư Vân thở dài, đành phải quay đầu lại. Trạng Nguyên vừa nhìn lại, tiểu cô nương liền ngừng khóc, bĩu môi im lặng. Lư Vân ngây người sau một lúc lâu, lại quay người ra cửa, nào biết cổ mới cử động thiêu nữ lại chợt thất thanh khóc nỉ non giọng nói như chôm đồng lư vân đi rồi lại dừng dừng lại rồi lại bước đi mỗi lần định quay ra mở cửa quỳnh phương lại khóc lớn kêu to nhưng chỉ cần dừng bước lại nàng lại ngừng khóc lư vân cuối cùng tức giận trầm giọng cảnh cáo ngươi cư xử kỳ lạ muốn gì ở ta quỳnh phương ngồi nghiêng bên mép giường nức nở nói ngươi lại đây ngồi xuống đi đã ta từ từ nói cho ngươi. Lư Vân không muốn tới gần nàng, lắc lắc đầu, lại muốn cất bước rời đi, vừa nhấc chân lên, thiếu nữ lại bắt đầu khóc, ra. Phương Nhi chết rồi, người mau tới Dương Châu nhặt xác. Thiên hạ nữ tử trăm triệu ngàn, ý vị dáng vẻ rất khác nhau. Công chúa ôn nhu, thiến hề cao ngạo, hồ mị nhi hung ác, quyền nhi ngây thơ, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nhưng muốn nói đến hai chữ điêu ngoa, không nữ tử nào có thể so sánh được với Quỳnh Phương. Quỳnh Phương không chỗ nào không điêu, đã điêu ngoa, lại xảo quyệt, khi làm nũng tựa như tiểu nữ nhi đáng yêu, nhưng khi nóng nảy, có thể bùng nổ, tựa như xét đánh giữa trời quang. Lấy tô dĩnh siêu rào hoạt linh hoạt, cũng chỉ có thể cùng nàng miễn cưỡng đánh thành tay ngang, Lưu Vân đã có tuổi, sao có thể chống đỡ mỹ nữ xảo quyệt nghĩ đến như một trò đùa thôi. Quả nhiên Lưu Vân thở dài, nhớ tới lúc nữ hài nhi này rơi xuống thác nước, cùng hắn trải qua nguy hiểm sinh tử, cũng không thể bỏ mặc nàng không màng, đành phải quay lại, muốn nghe nàng nói rõ ràng. Quỳnh Phương bỏ xuống dáng vẻ thiếu các chủ, tiếp tục trêu ghẹo, thế đạo tự nhiên lợi hại. Nàng thấy Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt, tuy rằng ngồi trên mép giường, lại chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, nghĩ đến căn bản không muốn nói chuyện với mình. Quỳnh Phương kìm nước mắt, thở dài, đừng làm bộ dạng quỷ như vậy, thật khó coi. Lão học giả thay đổi sắc mặt, nhắm mắt dưỡng thần, Quỳnh Phương hốc mắt đỏ lên, nước nở nói, này cũng không tốt, nhìn như là đồ ngốc. Lư Vân trong lòng thực sự không vui, nhất thời hai mắt trợn lên, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quỳnh Phương thấy bộ dạng hung dữ của hắn, không khỏi lòng tràn đầy sợ hãi, thút tha thút thít, lại lần nữa khóc thút thít ra tiếng. Suối quẩy tột đỉnh đêm năm cũ, Lưu Vân trong lòng mệt mỏi, không khỏi lắc đầu. Hắn đêm qua mới từ cố phủ ra, đầy bụng tâm sự không có người để chia sẻ, ai ngờ còn phải ở bên cạnh chơi đùa cùng thiếu nữ này. Nghĩ đến phiền muộn, đành phải duỗi tay che mặt, thấp giọng nói, Quỳnh tiểu thư, ta còn có việc muốn làm, thỉnh ngươi chớ có hổ nháo. Lư Vân mở miệng trách cứ, Quỳnh Phương lại chỉ nghẹn ngào lắc đầu, khóc dòng nói, không lễ phép. Lư Vân kinh ngạc nói, ta không lễ phép. Quỳnh Phương dưng dưng gật đầu, ra từng nói, nói chuyện với người khác trước tiên phải nói tên của mình, mới là ngoan ngoãn có gia giáo. Lư Vân cảm thấy không vui, nhất thời mặt trầm xuống. Quỳnh Phương cũng là có cầu tất có ứng, vừa thấy hắn cúi đầu nhớ cố hương, lập tức lại khóc lên. Lưu Vân thật sự không lay chuyển được tiểu cô nương này, nhưng lại không thể một trường đánh chết nàng, chỉ có thể làm ra vẻ mặt già nua, lạnh giọng nói, tại hạ Lưu Vân, hân hạnh gặp Quỳnh cô nương. Quỳnh Phương tự biết đắc kế, trong miệng lại ô ô khóc lên, lắc đầu nói, nói bậy, ngươi không phải. Lư Vân kiềm chế tính tình, nói, chính là vậy. Quỳnh Phương khóc lớn, vừa rồi ta hỏi ngươi câu đối, sao ngươi không đáp? lư vân thở dài thấp giọng nói đều là chuyện cũ cần gì nói thêm lư vân đầy bụng thương cảm kẻ hèn dăm ba câu nói tới tự đắc một phen nước mắt chua sót quỳnh phương lại không cảm kích nàng phất tay đá chân khóc lớn đại náo mặc kệ mặc kệ người nhất định phải nói bằng không ngươi chính là giả mạo kiểu nữ quỳnh phương không ngừng khóc kêu nghe tới giống như quả đen nhiễu người Lưu Vân không chịu nổi phiền, đành phải nói, được rồi, ta sẽ nói. Quỳnh Phương đại hỉ, lại ngậm miệng không nói nữa. Lưu Vân hít một hơi thật sâu, cúi đầu trầm tư, lại chậm chạp không có âm thanh nào phát ra. Quỳnh Phương đang định ầm ĩ lần nữa, lại nghe Lưu Vân nghiến răng, dùng hết sức nói, mưa to đầm đìa, tẩy sạch đường lớn nghênh học sĩ, chào mừng các tân cử nhân, hồi tưởng mây khói kinh thành, hắn trong lòng đau xót, chỉ có thể quay đầu đi thấp giọng lại nói, thiên lôi xét đánh. Mở ra thiên nhãn, xem văn chương. Ẩm vang một tiếng, thiên lôi đánh xuống kim loan điện, mưa như chút nước khắp nơi, trên ngai vàng cửu ngũ trí tôn nhân từ hòa ái, dưới bậc thang tân khoa trạng nguyên cao tài ngạo vật, hai người một cúi đầu mỉm cười, một quỳ xuống đất đáp lời, sau lưng vang lên reo hò, chỉ cần quay đầu nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trong đại điện nhạc phụ ngâm ngâm cười sau khi về nhà có thể nhìn thấy thiến hề thầm hơn rỗi. Ở Bắc Kinh hỉ khí dương dương đó, có hầu gia, có trọng hải, có định viễn. Đó là một ngày rằm trung thu náo nhiệt. Những bông tuyết đang bay, đêm tuyết lạnh cô đơn ở Dương Châu, Lưu Vân trở về căn nhà tồi tàn, ngồi một mình, khóe miệng khẽ động như tượng đá rơi nước mắt. Rất giống, thật sự rất giống, Quỳnh Phương âm thầm kinh hô khuôn mặt trước mắt như mất mát gì đó, lại như là cố nén gì đó. Quỳnh Phương nhìn ra được, Lư ca ca trước mặt muốn che giấu cảm xúc của mình, hắn muốn che giấu. chương 8 Đào Phạm Tự Nguyện, Hồi 2 Mười năm trôi qua, trời xanh ráng xuống vô số đòn, cuối cùng biến Lưu Vân thành một thanh kiếm cổ ẩn tàng, khiến hắn thu nhỏ ánh sáng, che giấu khí tức, không lộ một chút tâm sự chỉ là vô luận hắn nỗ lực che giấu tâm cảnh như thế nào, hắn vẫn không thể gạt được ánh mắt thiếu nữ nhạy bén đa tình. bởi vì khuôn mặt uất đa tình như vậy, Quỳnh Phương sớm đã từng nhìn thấy. cũng chính bởi vì thân bất đắc dĩ này, mới khiến nàng không quản chính mình, suốt đêm tìm kiếm hắn. cũng không biết trải qua bao lâu, Quỳnh Phương vỗ tay cười vui nói, chính xác là thật. người quả nhiên là trạng nguyên vương triều cảnh thái chi châu trường châu lư ca ca. Không phải là giả, mạnh dạn nói, nắm lấy tay Lưu Vân, làm động tác vỗ về. Lưu Vân nghe Quỳnh Phương tiết lộ lai lịch của mình, lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ đến đêm qua bùi nghiệp nhất định nói cho nàng. Chỉ thấy hắn thần khí im lặng, nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Quỳnh Phương. Quỳnh Phương nhìn thấy sự kiềm chế của Lưu Vân, một chút cũng không cảm thấy xa lạ, ở chung cùng nam tử này, nàng dường như cảm thấy rất quen thuộc không cần suy nghĩ liền biết đối phó như thế nào thoáng chốc giơ tay lên như mèo con đang rửa mặt trước tiên rên rỉ một tiếng lại khóc dòng nói xong đời rồi mắt thấy lư vân không hề hay biết quỳnh phương nhất thời múa may tay chân khóc lớn nói xong đời rồi người không nghe thấy sao lư vân tỉnh giác đành phải khụ một tiếng xong đời cái gì quỳnh phương khóc dòng nói ta gặp phiền toái rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề quỳnh phương coi lưu vân như linh đan chữa bách bệnh chỉ cần thuyết phục được người này viện thủ vậy vạn sự không lo khó được có cơ hội giáp mặt khóc lóc kể lể tự phải nắm chặt thời cơ tài nghe phiền toái đã đến lưu vân mặt lộ vẻ mệt mỏi thấp giọng nói có người định làm khó ngươi sao quỳnh phương dùng sức gật đầu kéo hắn lại khóc lớn nói đúng vậy đúng vậy một tháng trước có chó điên nhảy vào thái y viện, rùa loạn cắn bậy, thật sự hung ác. Quỳnh Phương nói chuyện không đâu, Lưu Vân không khỏi có chút khó hiểu, hỏi ngược lại, chó điên. Chó thật hay chó giả? Quỳnh Phương đỏ mặt nói lớn, chó điên chính là chó điên. Nào còn phân cái gì thật giả? Con chó điên này mặc quần áo màu đen, trên đầu đội mũ trùm màu đen, nhìn thấy ai cũng cắn, võ công rất lợi hại, một đường đả thương rất nhiều người lư ca ca bọn chúng đang gây phiền toái cho ta người phải giúp ta phải giúp ta đang nghe tiếng khóc lớn lư vân trong lòng khẽ dùng mình nghĩ đến hắc y quỷ chúng gặp phải tối nay trầm ngâm liền nói hắc y nhân hắn có liên quan gì đến nhóm người tối nay không quỳnh phương tối nay suýt nữa chịu nhục nhắc tới đám hắc y ác quỷ này tất nhiên là vừa hận vừa sợ nàng lấy tay che mặt nhịn khóc mà nói ta không biết bọn chúng có phải là cùng một đám hay không. Nhưng ta biết được bọn chúng tất cả đều là, nói đến phẫn nộ, không khỏi nắm chặt nắm tay, thét to, chấn quốc thiết về. Hai cánh tay đều có dấu ấn đại điểu, bể nghệ thiên địa vạn vật, đây là những ký hiệu chính mắt nhìn thấy cách đây vài canh giờ, sớm đã khắc sâu vào tâm trí. Lúc này đột nhiên nói ra quỷ danh, từng đợt khí lạnh như bay vào phòng, làm người không thể không sợ. Lư Vân lâu không hỏi thế sự, tự cũng không biết đại danh Trấn quốc thiết vệ, cũng không biết là tân sường vệ triều đình mới lập, hay là một hắc bang nào đó. Hắn vỗ nhẹ Quỳnh Phương, an ủi rồi hỏi, Trấn quốc thiết vệ, bọn chúng có phải là thuộc hạ của triều đình không? Năm xưa vương triều cảnh thái chuyên dụng sường vệ giám thị quần thần, Giang Sung có cẩm y vệ dưới quyền, lưu kính là đế đốc đông sường, nếu Trấn quốc thiết vệ là triều đình âm thầm nuôi dưỡng thích khách cũng chẳng có gì lạ. Quỳnh Phương trần chờ sau một lúc lâu, mới lẩm bẩm ta. Ta cũng không làm rõ được, dù sao đầu tháng một con chó điên màu đen đã xông vào thái y viện. Nó vừa sủa vừa cắn, một hơi cắn thương 58 hào thủ, thật sự hung ác. Sau đó còn đả thương chết nhĩ đan, đột nhập huệ dân dược cục, làm bị thương của ta. Nói đến chỗ này mặt đỏ lên, không nói ra hết câu. Lư Vân ngạc nhiên nói, lại làm ai bị thương? Sao không nói? Quỳnh Phương cụp mắt xuống, truyền câu chuyện, nhỏ giọng nói, Lư ca ca, Huynh có biết trưởng môn Hoa Sơn đương nhiệm không? Lư Vân hồi tưởng chuyện cũ, trầm ngâm nói, Hoa Sơn trưởng môn đương nhiệm. Người nói là tiểu hài tử Tô Dĩnh Siêu, Quỳnh Phương liên tục gật đầu, nói, không sai, là đứa nhỏ đó. Nàng đầy mặt ửng hồng, vội nói, này, người ta tuổi không nhỏ, đừng gọi hắn như vậy năm xưa ninh bất phàm phong kiếm thoái ẩn lưu vân từng gặp tô dĩnh siêu ở hoa sơn lúc ấy thấy hắn hình tuấn mạo mỹ ngộ tính không tầm thường từng tấm tắc khen hiếm lạ hắn nghe lời nói của quỳnh phương mang vẻ oán giận liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tiểu cô nương lưu vân trong lòng hiểu rõ đã biết địa vị khác biệt của tô quân này tất là người trong lòng của ngọc nữ nhỏ này quỳnh phương thấy ánh mắt của hắn không khỏi có chút ngượng ngùng, vội nói, ừ. Hắn, hắn là của ta, hảo bằng hữu của ta, người đừng hiểu lầm, kim đồng ngọc nữ, giai ngỗ thiên thành, Quỳnh Phương càng nói như vậy, Lưu Vân càng thấy là như thế, hắn khẽ mỉm cười nói, vị tô trưởng môn này ở đâu? Hay là cũng ở Giang Nam sao? Quỳnh Phương thở dài, đừng nói nữa, hắn đến nay bệnh nặng trên giường, làm sao có thể tới Giang Nam? nếu không phải vì tìm sư phụ hắn ta ta cũng sẽ không đi quý châu lư vân gật đầu lời đầu tiên của quỳnh phương sau khi rơi xuống thác nước là do hỏi mình có phải là thiên hạ đệ nhất ninh bất phàm hay không hóa ra là vì tình lang màn dạm đi tìm sư phụ hắn nhìn chăm chú quỳnh phương hỏi tô quân trên người bị thương chẳng lẽ cũng bị hắc y nhân làm hại quỳnh phương xưa nay trong sáng dũng cảm lúc này lại ấp a à, ấp úng thấp giọng liền nói, cũng không phải, hắn là sinh tâm bệnh. Phó sư phạm nói hắn nếu không giải được khúc mắc đời này đều không thể sử dụng kiếm. Quỳnh Phương vì tình lang lấp liếm, cũng là lần đầu tiên, giờ phút này lại nói đến trong lòng run sợ, nàng cúi đầu, lấy ra từ trong ngực một tờ giấy, trở tay đưa cho Lưu Vân. Tờ giấy này lai lịch trọng đại, đó là bảo vật cứu mạng mà Ninh Bất Phàm đã đích thân giấu trong viên bùn và truyền lại cho Tô Dĩnh Siêu tuy nói đây là đồ vật của tình lang nhưng lúc này quỳnh phương lại có tin phục với thủy quái liền đưa tờ giấy cho hắn nghĩ lư vân tuệ nhãn cao siêu hoặc có thể nhìn ra manh mối trong đó lư vân nhìn kỹ tờ giấy thấy nét bút hùng hùn đường nét giống như thác nước đổ xuống phảng phất khiến hắn nhìn thấy lại thác nước trắng hắn trong lòng lĩnh ngộ gật đầu nói đây chính là thư dẫn ngươi đến thác nước phải không quỳnh phương khẽ cười khổ nhưng vẫn gật đầu nếu không có thác nước được vẽ trên tờ giấy mọi người cũng sẽ không lầm tưởng rằng ninh bất phàm đang trốn trong thác nước quỳnh phương càng sẽ không vô cớ rơi xuống thác nước gặp được lư vân nghĩ đến luân phiên trời xuôi đất khiến quỳnh phương liên tục thở dài hỏi lư ca ca ninh đại hiệp vì sao để lại tờ giấy này chẳng lẽ ông ấy sớm đã biết ngươi ở trong thác nước nên dẫn chúng ta tới đây tìm ngươi lư vân lắc đầu Ninh Bất Phàm sớm đã thoái ẩn ở năm cảnh thái thứ 32, hai năm sau hắn mới rơi xuống thác nước. Vô luận vị cao thủ thiên hạ đệ nhất này thần cơ diệu toán như thế nào, cũng không thể nào biết được hành tung của mình huống chi hai người giao tình tầm thường, cho dù Ninh Bất Phàm biết tin, nhiều nhất sai người thông báo cho thần hữu của mình, cũng tuyệt sẽ không dẫn đồ nhi liều mạng tới thác nước. Nghĩ đến đây, Lưu Vân trong lòng cũng cảm buồn bực, hắn cúi đầu lại xem tờ giấy, bỗng nhiên bàn tay run lên, trong mắt lại thấy chỗ khác thường. Lư Vân trong lòng dùng mình, lập tức ngưng tay bất động, cúi đầu lại xem, thấy hạ nét bút hoặc nhẹ nhàng hoặc nặng nề, hoặc nông hoặc sâu, nét bút nơi trốn lưu bạch, nơi trốn huyền cơ, hợp lại dường như có đạo lý gì đó. Lư Vân xem đến hướng khởi, đột nhiên nói, tờ giấy này lấy từ đâu ra? Quỳnh Phương mở mịt nói, Ninh Tiên Sinh truyền lại lư vân xua tay nói ta không phải hỏi cái này ý ta là tờ giấy này là từ chỗ nào mang tới quỳnh phương lẩm bẩm từ một viên bi đất điều này thực quan trọng sao lư vân nghe hai chữ bi đất thoáng chốc đã có định kiến phân phó nói đúng rồi nét vẽ trên tờ giấy này không phải là thác nước mặt khác bên trong còn có cái gì đó quỳnh phương kinh ngạc nói có cái gì đó là cái gì lư vân nhìn kỹ lắc đầu nói ta nhất thời cũng không thể nói rõ tóm lại tờ giấy này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nếu không sẽ bị sơ đồ giấy làm mờ mắt vĩnh viễn không tìm được chân tướng quỳnh phương mờ mịt khó hiểu lẩm bẩm lư ca ca ngươi ngươi có thể nói rõ hơn được không lư vân lắc lắc đầu đem tờ giấy trả lại cho quỳnh phương nói ta không phải là môn nhân hoa sơn không nên nhiều lời chuyện của người khác bất quá người có thể truyền cáo tô thiếu hiệp nơi đứt đoạn chính là nơi bắt đầu tuyệt hậu mới có thể phùng xuân bằng cách này có thể hiểu được bí mật quỳnh phương nghe được bí mật giấu diếm như thế không khỏi có chút thất vọng nhưng nghĩ lại chi kiếm danh khắp thiên hạ uy lực không phải là nhỏ với sự tự phụ kiêu ngạo của tô dĩnh siêu nghĩ đến cũng không thích bị người ngoài dạy dỗ nàng thở dài thấp giọng nói có thể hiểu thấu đáo được thì tốt hắn yêu thích luyện kiếm nhất. Vốn dĩ nàng đang mỉm cười, nhưng bây giờ lại cau mày, dường như suy tư gì. Đang suy nghĩ, chợt thấy Lưu Vân đứng dậy, sửa sang lại quần áo, Quỳnh Phương ngạc nhiên nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lưu Vân cúi xuống, hòa nhã nói, tại hạ đã đúng hẹn nghe xong tâm sự cô nương. Mặc dù không giúp được gì nhiều nhưng ít nhiều đã chỉ điểm chút nhân tình, đã đến lúc ta phải đi. Nói rồi quay người nâng gánh nghỉ lên, mở cửa, lại muốn rời đi. Quỳnh Phương kinh hãi nói, chờ một chút. Ngươi, ngươi không cùng ta trở về dịch quán sao? Lư Vân lắc đầu nói, ở Dương Châu, tâm nguyện của Lư Mỗ đã xong, ta muốn sớm trở về cố hương sửa sang lại chỗ ở cũ. Ngày mai là trừ tịch, đồng bạn tất nhiên nhớ cô, cô nương sớm chút hồi dịch quán đi. Đại thụ ngàn trưởng, lá dụng về cội, Lư Vân đại nạn không chết, quả nhiên chỉ muốn về quê nhìn thấy đại thủy quái sắp rời đi quỳnh phương thét to không được không được người không được đi nhất thời dùng sức phất tay đá chân chính là không thuận theo lư vân cũng không để ý tới lập tức đẩy cửa cất bước nhẹ giọng nói hẹn gặp lại quỳnh cô nương ván cửa đóng lại đại thủy quái trốn đi như vậy quỳnh phương thét to lư vân người từ từ ta và người đi cùng nhau trong cơn hoảng loạn nhanh chóng xỏ giày tất rồi chạy đuổi theo. Đã gần nửa đêm, vừa mở cửa đã thấy quang cảnh đường phố, thấy Tết đang đến gần, đường phố vẫn rất ồn ào, vẫn không ít nam nữ nhộn nhịp trên đường. Quỳnh Phương nhìn xung quanh nhưng không thấy Lưu Vân, nàng trong lòng hốt hoảng, hối hả ngược xuôi, phiền muộn rất nhiều, nhịn không được nhún chân thật mạnh, bật khóc lên. Lần này Nam Hạ Quý Châu, hết thảy đều vì tìm kiếm hỏi thăm tung tích của ninh bất phàm rốt cuộc mang về một tuyệt đại cao thủ hóa liêu cuối cùng vẫn khiến người này chạy trốn không thấy bóng dáng cuối cùng lại trở về tay trắng nghĩ đến bi thương tất nhiên là khóc đến lê hoa đái vũ lần này là khóc thật thành ngữ lê hoa đái vũ là cách ví von vẻ đẹp của mỹ nhân khi khóc khóc vừa đẹp vừa nao lòng giống như hoa lê dính hạt mưa vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Trong lúc đang khóc thảm thiết, ngoái đầu nhìn lại góc đường, kinh ngạc khi thấy một bóng người lạnh lùng lướt qua dưới ánh đèn mờ ảo, không phải bóng dáng Lưu Vân thì còn là ai. Những sợi chỉ đứt được nối lại, Quỳnh Phương cảm thấy như bị sét đánh, cuống quýt đuổi theo, ẩm ý hô, lư ca ca, ngươi đừng đi. Tiếng kêu vừa ra, bóng dáng như bị gió thổi, càng bay càng nhanh, trong nháy mắt đã sắp vòng qua góc đường, không còn có thể đuổi kịp. Quỳnh Phương tự biết khinh công kém xa người này, lập tức dừng lại, nắm chặt tay thành nắm đấm, thét to, chính đạo. Chính là làm điều đúng đắn. Kêu gọi chi hướng ngày xưa, quả nhiên thân ảnh trên phố rừng chân bất động, ngoái đầu nhìn lại, nhìn chăm chú vào Quỳnh Phương đang lao về phía mình. Đêm qua nói chuyện cùng bùi nghiệp Lưu Vân chính miệng nói hai câu này, nước mắt lăn dài trên má, thật sự là vô tận mênh mông, Quỳnh Phương thực sự vô cùng xúc động, từ đây nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này tình thế cấp bách mở miệng nói ra, quả nhiên đã có tác dụng. Quỳnh Phương chạy thở hết hơi, sợ đại thủy quái thoái ẩn, hai tay giành trước căng ra, ngăn cản con đường, hô lớn, lư ca ca. Không được đi, người nhất định phải ở lại, lư vân lắc đầu, hỏi ngược lại, ở lại. Vì sao? Quỳnh Phương bắt lấy cánh tay hắn, lớn tiếng nói, lư ca ca. Thiên hạ bá tánh chịu khổ chịu nạn, triều đình và nộ thương đánh đến khó hòa giải, chính mắt người cũng đã nhìn thấy. Người phải ở lại, người phải giúp đỡ chúng ta, trợ giúp người trong thiên hạ. Lư vân gánh nghỉ trên vai, vẻ mặt ủ rũ, chỉ nhìn đám người trên đường phía xa, nhìn khuôn mặt của hắn dường như tâm sự nặng nề. Quỳnh Phương sợ hắn bỗng nhiên chạy trốn, nhất thời liều mạng lôi kéo. Quá đến sau một lúc lâu, Lư Vân đột nhiên thở dài, thấp giọng nói, Quỳnh cô nương, người trong thiên hạ thật muốn ta giúp sao? Lư Vân thân là nho sinh, khi con trẻ chỉ hướng đúng là muôn đời vạn dân, lúc này qua tuổi bất hoặc lại nói ra một câu như vậy. Quỳnh Phương kinh hoàng nghi hoặc, thét to, đương nhiên muốn giúp bởi vì ngươi là nho sinh khổng môn. Thiên chức của ngươi đó là vì nước vì dân, đó là yêu người trong thiên hạ. Ngươi đương nhiên phải giúp bọn họ. Tuổi bất hoặc chỉ những người đã bước qua tuổi 40. Lư Vân ngẩng đầu nhìn đêm tuyết, khóe miệng cay đắng, nghe hắn sâu kín nói, Quỳnh cô nương, thiên hạ người người đều bình đẳng, bất kể nam nữ già trẻ, mỗi người sinh ra đều có một thanh kiếm, vô luận là hoàng đế hay là ăn mày trừ phi chính mình cam tâm quăng kiếm thuận theo nếu không ai có thể điều khiển được vận mệnh của họ quỳnh phương lẩm bẩm ngươi lời này của ngươi là có ý gì lư vân nheo mắt lại ảm đạm nói chạc anh chạc túc đều do tự dước ngày nay thế đạo như thế chưa chắc không phải điều trong lòng mọi người mong muốn cần gì ai tới đau lòng ai tới lớn tiếng kêu gọi nghe thấy lư trang nguyên suy sụp như thế Quỳnh Phương trở nên si ngốc, nàng không chút do dự đêm khuya đi tìm người này, là bởi vì câu chính đạo kia, há liêu lư ca ca biến thành dáng vẻ này. Mắt thấy tiểu cô nương hốc mắt đỏ, tùy thời sẽ khóc, Lư Vân cúi đầu, khẽ vuốt gò má nàng, ôn nhu nói, Quỳnh cô nương, Lư Mỗ đã xa nhà đã 13 năm, công danh có, đã từng làm quan, mệnh cũng đã ném đi. Cuộc đời phù du chỉ mong nửa đời sau có thể yêu người nên yêu, làm những gì nên làm, đây là một chút tâm nguyện cuối cùng của ta, mong người thông cảm. Thành ngữ chạc anh chạc túc, nước trong thì rửa sạch băng mũ, nước đục thì rửa chân. Ẩn dụ phía sau cho rằng phẩm chất của một người do chính bản thân hắn quyết định. Trích từ mạnh từ ly lâu thượng Trong lòng Quỳnh Phương lạnh buốt nếu không phải chính tay nghe nói những lời này, thật sự đánh chết cũng không tin nàng nhào vào trong lòng ngực Lưu Vân, dùng sức đánh hắn, khóc dòng nói, nho sinh giả dối. Kẻ lừa đảo, chỉ quan tâm chính mình, không mà người khác chết sống, ích kỷ, cái gì mà làm việc đúng, đều là giả. Lừa đảo, thành thật mà nói, Lưu Vân lúc này không hề yếu, nói về võ công, hắn tinh luyện trong ngoài, võ công đại thành, nói đến trên giang hồ cũng không có mấy đối thủ không ngờ trong lòng hắn có hàng ngàn nút thắt, lại vô cùng nan dài, rốt cuộc làm hắn hình tiêu mảnh rẻ, giống như phế nhân. Quỳnh Phương nói hắn không màng sống chết của người trong thiên hạ, cũng không tính nói sai. Quỳnh Phương ghé vào trong lòng ngực Lưu Vân, lại khóc lại mắng, bi phẫn tức giận, Lưu Vân lại cũng không đẩy nàng ra, hắn nhìn đám đông trên đường, ngẫm về những gặp gỡ thăng trầm theo năm tháng, trong lòng cảm khái vô hạn. Không ai hiểu, rất lâu trước kia, trận chiến cuối cùng của hắn đã kết thúc. Khi trí nghiệp hết lòng tin theo sụp đổ, trường kiếm của hắn sớm đã gãy đỏa, mọn lửa của hắn cũng tắt, hiện giờ đối mặt nhân gian thất vọng, hắn bất quá là khách qua đường mà thôi. chương 8 Đào Phạm Tự Nguyện, Hồi 3 Kết thúc chương cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Vân trước sau yên lặng không nói gì, hắn nghe Quỳnh Phương khóc đến thê thảm, chỉ ghé vào trong lòng ngực không chịu đi, Bản tính của Lưu Vân không phải là người lạnh nhạt, mắt thấy tiểu cô nương biểu tình nếu này, không khỏi có chút thương xót. Hắn khẽ vuốt tóc Quỳnh Phương, nhẹ nhàng nói, Quỳnh cô nương, 10 năm qua, lòng ta vẫn luôn có mối nghi hoặc không thể giải quyết được. Nếu cô có thể vì ta cởi bỏ, có lẽ ta còn có thể làm cho cô chút gì đó. Quỳnh Phương tâm sinh hy vọng, vội vàng ngừng đầu lên, liều mạng gật đầu, được rồi. Người muốn hỏi gì? tất cả tùy ngươi. Nàng không biết Lưu Vân muốn hỏi câu hỏi kỳ lạ nào, đang bối rối đoán, lại thấy Lưu Vân giơ tay, chỉ vào quán thịt khô phía xa, thấp giọng nói, nhìn chỗ đó. Đã nửa đêm, chợ đêm ồn ào sôi sụp, bá tánh chen lấn đầy đường, Quỳnh Phương nhìn theo đầu ngón tay Lưu Vân, chỉ thấy một thiếu niên nằm bên quán thịt khô, khoảng 6 tuổi, nhìn hắn lén lút, đang giấu thịt khô vào trong ngực, hóa ra là đang trộm đồ người chủ cửa hàng bận rộn tiếp đón khách bất giác không để ý quỳnh phương từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù gặp chuyện bất bình liền muốn hô to cảnh báo nào biết lư vân duỗi tay ngăn lại lắc đầu nói quỳnh cô nương trước khi cô hét lên lư vân muốn thỉnh cô trả lời một chuyện điều đúng đắn trong lòng cô là gì quỳnh phương không cần nghĩ ngợi kẻ ăn trộm không làm mà hưởng trộm thứ người khác vất vả có được có thể nào không nghiêm trị nghiêm nghị liền nói, Lư ca ca, ăn cắp đó là sai, bao che đó là tội, ta hôm nay không đi tố giác hắn, ngày sau không biết có bao nhiêu người bị hại. Ta trả lời ngươi như vậy, có thỏa thích không? Lư vân cúi đầu xuống, khe khẽ thở dài, ngươi có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm, điều đó không thể đúng hơn. Quỳnh Phương nghe hắn khích lệ chính mình cảm thấy rất vui mừng, vội vàng lấy ra quạt xếp, chạy ra giữa đường, để thanh hét lên, đứng lại ăn trộm, nữ hiệp kinh thành đã đến, thiếu niên kia bị phát hiện, nhất thời đại kinh thất sắc, chộp lấy thịt khô bỏ chạy ngay. Trên đường bá tánh sôi nổi tỉnh giác, giận hô, lại là hắn. Lại là tiểu tử này. Mọi người mau đuổi theo. Quỳnh Phương nghe thấy từ lại liền biết người đó đã trộm cướp thành thói quen. Nhìn thấy thiếu niên kia mắt sáng tay nhanh, một đường cướp đồ bỏ chạy trốn về phía một con ngõ hẹp sau đó quay lại nhìn thấy chúng hương thân đang chạy ảo áo phía sau, vẫn đang tìm kiếm xung quanh trong đám đông nhưng nó đã trốn thoát. Quỳnh Phương người mang võ công, trên giang hồ cũng rất có kinh nghiệm, chẳng sợ một thiếu niên ăn trộm. Nhất thời không chút hoang mang, quay đầu nhìn ra đường, thấy Lư Vân đặt gánh mì xuống, đi về phía mình. Quỳnh Phương vui mừng khôn xiết, biết Lư Vân muốn cùng mình hành hiệp trượng nghĩa, cười tôm tìm liền nghĩ, thật tốt quá, chị An Dương Châu sẽ tốt hơn. Lập tức càng không do dự, liền lặng lẽ theo đuôi thiếu niên đi vào hẻm. Vừa bước vào hẻm liền thấy thiếu niên bước nhanh chạy vội, hãy còn ở hoảng loạn nhìn lại. Quỳnh Phương phát động khinh công, nhảy qua đầu nó, quay lại vỗ vai nó, mỉm cười nói, tiểu tặc, đi đâu? Thiếu niên ăn trộm chấn động, một quyền chém về phía mặt Quỳnh Phương. Quỳnh Phương người mang võ nghệ, há thường nhân có thể so sánh, giơ chân một cái thiếu niên kia liền ngã sấp xuống. Nàng kéo thiếu niên đứng dậy, mỉm cười nói, đi thôi, theo ta đến nha môn. Bỗng nghe hai chữ nha môn, thiếu niên kia dường như bị chọc một đao, nhất thời liều chết dẫy rủa lớn tiếng nói, buông ta ra. Ta không muốn đi nha môn. Đồ đê tiện, kỹ nữ, mau mau buông ta ra. Quỳnh Phương nghe hắn mắng đến nham hiểm, nhất thời trên mặt phiếm hỏa, đang muốn điểm trụ á huyệt, nào biết món tay còn chưa chạm đến, thiếu niên đã thực sự đã mất giọng, không dám chửi bới nữa. Quỳnh Phương hơi kinh ngạc, sao vậy? Lư ca ca tới sao? Liếc nhìn sang chỗ khác, nhưng không thấy bóng dáng của Lư Vân, khi quay đầu nhìn thiếu niên kia, thấy hắn đang quay mặt về phía con hẻm, đôi tay múa may, thần sắc hoảng sợ, như đang ra ký hiệu gì đó. Quỳnh Phương a à một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tặc này có đồng lõa. Nhìn theo ánh mắt của thiếu niên, chỉ thấy một đám trẻ đang trốn dưới bức tường, quần áo tả tơi, ước chừng mới chỉ mới 7, 8 tuổi, còn những đứa nhỏ hơn chỉ mới 4, 5 tuổi, mặc dù trời mùa đông lạnh giá nhưng không ai đi dày. Nhìn lũ trẻ mắt rưng rưng, đều nhìn tên thiếu niên kia, dường như muốn cứu hắn, rồi lại không dám lại đây. Quỳnh Phương chấn động, tự không dự đoán được kẻ bắt cóc còn ấu nhược như vậy, nàng nhẹ dịch bước chân, đang muốn bước qua hỏi rõ. Ai biết bước chân vừa di chuyển, một loạt đá ném tới, lũ trẻ vừa khóc vừa ném đá, hét lên, người xấu. Người xấu, Quỳnh Phương vội vàng kêu tránh, nàng đời này hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng bị người ta gọi hai chữ người xấu, lên tiếng liền kêu, dừng tay, ta không phải người xấu, dừng tay. Đúng lúc này, sau lưng bước chân vang lên, nghe được một nam tử giận hô, ở chỗ này cuối cùng tìm được tiểu tặc rồi chủ quán thịt khô đi tới thấy hắn dẫn theo hơn chục đinh tráng theo bước chân quỳnh phương đi vào con hẻm hắn dành trước chạy tới giơ chân lên đá liên tiếp vào đứa trẻ ăn trộm bọn trẻ thét to ca ca đừng đánh ca ca chúng đang kêu khóc tất cả đều chạy ra cứu đinh tráng như thể tìm được kho báu cùng kêu lên nói lớn có bé có đều ra hết rồi mọi người mau bắt lấy chúng chúng tráng hán đồng thanh hét lên, ngõ hẹp truy đánh không thôi, nhưng họ nhìn thấy những đứa trẻ tội nghiệp chạy tứ phía, có chui vào lỗ chó, có trèo tường mà chạy, chỉ là vô luận bỏ mạng nơi nào, trong miệng đều kêu khóc, nghĩ đến không biết đi con đường nào. Thiếu niên kia ngã xuống đất, hãy còn thét chói tai không thôi, đừng chạm vào bọn họ. Ai dám động vào một sợi lông của họ, tiểu tâm ta giết cả nhà các ngươi. Lão bản tức giận nói, đánh rắm. Còn dám mạnh miệng, cầm lấy đòn gánh, hung hăng đánh vào lưng thiếu niên kia, đánh đến hắn miệng phun máu tươi, nửa ngày bò không dậy nổi. Đường phố hỗn loạn, Quỳnh Phương nghĩ đến Tiểu Bạch Long ở Tuân Quý, trong lòng thương hải, vội vàng ngăn ông chủ lại, khuyên nhủ, được rồi, đừng đánh hắn như vậy. Lão bản cả giận nói, người đáng thương hắn, ai tới đáng thương ta? Hôm nay không đánh chết tội nhân này, chẳng lẽ ngoan ngoãn để hắn trộm cướp sao? Quỳnh Phương nghe hắn nói có lý, không khỏi nghẹn lời. Lão bản đúng lý hợp tình, nhất thời quay đầu lại, hò hét với hương thân, mọi người nói cho cô ấy biết, chúng ta đã bị trộm cắp bao nhiêu lần rồi. Mọi người hét lên, ngày cũng trộm, đêm cũng trộm, không thể trộm cắp được nữa. Lão bản tóm lấy thiếu niên, đánh hơn 10 quyền cho đến khi cậu đổ mồ hôi hột, nghe hắn hô, vương bát đàn. Người khác đáng thương ngươi, ai tới đáng thương ta? bất quá được mấy miếng ăn, lại phải nuôi dưỡng đám tiểu tặc các ngươi, ngươi nếu sống không nổi, nhân lúc còn sớm thông báo ra một tiếng. Hắn nhấc đòn gánh lên, giống một tiếng ném vào đầu thiếu niên kia, ngay thời khắc tử hình, đột nhiên tay bị người khác kéo lại, sau lưng truyền đến một tiếng thở dài, sâu kín nói, bằng hữu, ngươi không có quyền giết hắn. Mọi người nghe xong tiếng, toàn bộ quay đầu lại, nhìn thấy nam tử đang đứng trong đám đông, hắn mặc trường bào vải thô, cao ước chừng tám thước, ánh mắt hơi dịch chuyển, khí độ tự nhiên sinh ra. Quỳnh Phương thấy Lưu Vân tới, tất nhiên là vui mừng quá đỗi, Lưu Vân ra hiệu ý bảo nàng tránh sang một bên, hắn muốn đích thân hòa giải. Lão bản trên dưới đánh giá Lưu Vân, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Cũng muốn lo chuyện bao đồng sao? Lưu Vân lắc đầu nói, ta không phải quan cũng không phải phỉ, vô quyền vô thế, sao dám quản việc của người khác? Lão bản cười lạnh nói, không dám quản, vậy đừng nhiều lời, người đâu? Chúng ta đi báo quan. Đi thôi. Đại lao quan phủ là địa ngục trần gian, chỉ cần dính tới, cả đời khó có thể tẩy thoát. Thiếu niên kia kinh hoàng sợ hãi, liều mạng dãy rủa Lưu Vân đi tới trước mặt hương thân, phất ông tay áo, cảm nhận được nhu lực nơi nơi, làm mọi người thối lui một bước. Lão bản vừa kinh vừa tức giận, hét lên, hóa ra là người biết võ. Mọi người cùng nhau lên, Lư Vân không muốn ra tay đả thương người, hắn thối lui một bước, cúi người kéo thiếu niên kia, đưa tới trước mặt lão bản, hòa nhã nói, vị đại gia này, tại hạ không có ý khác, chỉ muốn cầu khẩn ngài, trước khi đưa đứa nhỏ này đến quan phủ, hãy nhìn kỹ lại đứa nhỏ này một chút. Lão bản lạnh lùng thốt, nhìn cái gì? Sợ ta nhận sai ăn trộm sao? Phun, hắn trừng mắt thiếu niên nhớ tới láng giềng cả ngày bị đàn tiểu vô lại này quấy dày giận dữ hét lên tặc thiếu niên vừa nghe chữ tặc lập tức rít gào gào rít giận dữ hắn liều mạng chộp về phía lão bản ánh mắt bi phẫn hận hỏa như bị mê muội lúc này đám trẻ có mặt đều bị ảnh hưởng đều bi kê hét lên trong con hẻm tối tăm vang lên những tiếng kêu bi thương nghe tới như quỷ khóc thần sầu khiến người ta kinh hãi chúng hương thân nuốt nước miếng nhìn không được lùi lại một bước lão bản cũng vì thế mà biến đổi sắc mặt lư vân nhẹ giọng hỏi lẳng lặng hỏi lão bản ngươi nói hắn vì sao bi phẫn khóc kêu lão bản mắng hắn tự biết sắp chết có thể không khóc sao lư vân lắc đầu nói chết liền đã chết cũng không cần hận thành như vậy chư vị thiếu niên này sở dĩ bi hận khóc kêu đúng là bởi vì hắn bị chúng ta làm trở thành như vậy hắn duỗi tay ra khẽ vuốt ve đầu đứa trẻ liên thanh nói chuột bỗng nghe lời này mọi người tất cả đều an tĩnh lại đứa trẻ cắn lợi khóc nức nở lư vân vuốt ve đỉnh đầu thiếu niên nhẹ giọng lại nói chỉ khi đối phó với chuột chúng ta mới giết hoặc đầu độc chúng để không cho chúng lọt vào tầm mắt nhưng phòng ở sớm đã ô uế dù có giết bao nhiêu con chuột đi chăng nữa sẽ có những con mới chạy ra chư vị chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão bản cả giận nói, không phải dễ dàng sao, giết hết bọn chúng. Lư Vân lắc đầu nói, giết một trăm, giết một ngàn, giết một vạn, sẽ rơi rớt một con. Các người có biết con đào tẩu này gọi tên là gì không? Mọi người cả giận nói, con chuột còn có tên. Người đứng nói nữa, Lư Vân không ứng không đáp, quay mắt về phía thiếu niên, thấp giọng nói, chư vị, hắn gọi là Tát Ma cự hán chín thước ngửa mặt lên trời gào giết giận dữ giết nam tử hãm hiếp phụ nữ giết người khắp nơi không màng liêm sỉ so với sư hồ còn hung tàn trăm ngàn lần mọi người không biết tát ma là ai nên đều cười lạnh đáp lại ngay cả quỳnh phương cũng vẻ mặt mờ mịt lư vân không để ý tới mọi người hắn nhìn chăm chú thiếu niên nhẹ giọng nói hắn là tội nhân không sai nhưng hắn cũng vẫn là cá nhân chúng ta lấy biện pháp tiện nghi đối phó hắn giống đối phó với chuột trừ diệt hắn, một ngày kia khi hắn lớn lên cao tráng hơn chúng ta, hắn liền sẽ trở về tìm chúng ta. Vô luận nam nữ lão ấu, chính tà thiện ác, hắn đều phải toàn bộ giết chết, ăn hết, trả thù tất cả. Chư vị, một ngày đó tới, chúng ta nên làm gì? Giết chết hắn, phanh một tiếng vang lớn, đòn gánh dáng xuống, Lưu Vân bị trúng một đòn. Lực đảo phản chấn, đòn gánh gãy bay lên, lưu vân máu chảy đầy má, lăn từ sống mũi xuống, hắn tuy có nội lực hộ thân, lại chưa tập luyện ngạnh công ngoại môn thiết bố sam, tuy đòn gánh bị gãy, cũng không khỏi bị đả thương da thịt. Quỳnh Phương đại kinh thất sắc, nhìn Lưu Vân rõ ràng một thân võ công, lại không đánh trả chút nào, đang định chạy tới lại thấy Lưu Vân giơ tay ra hiệu, ý bảo nàng chớ có can thiệp. Hắn ngửa mặt lên trời nén cơn tức giận, từ trong lòng ngực lấy ra tiền bạc, ức thanh nói, hôm nay ngươi là cường, hắn là nhược, ngươi là đúng, hắn là sai, cho nên ngươi càng nên công bằng mà đối đãi với hắn. Giống như, hắn nhìn mọi người, gần từng chữ một, đối đãi chính ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ thấy thiếu niên ăn trộm cúi đầu rơi nước mắt, ông chủ quán thịt khô đầy kinh ngạc, mọi người môi lầm bẩm đều suy tư những gì Lưu Vân nói. Lư Vân nắm lấy tay thiếu niên, để tiền vào trong tay hắn, muốn giao hắn cho lão bản. Những bông tuyết rơi xuống, thiếu niên đầy mặt nước mắt, dưới sự theo dõi của mọi người, tiểu nhi tử lặng lẽ đưa tay ra, giao tiền vào tay lão bản. Leng keng, đồng xu nở khắp mặt đất, còn mẹ nó kẻ điên. Một đám, lão bản tỉnh táo lại, ném tiền của nhi tử về phía Lư Vân, mọi người lao tới, đòn gánh vệ gỗ đồng loạt bay đến nhắm vào Lưu Vân và thiếu niên kia, thiếu niên thét to, buông ta ra. Buông ta ra, Lưu Vân không chịu buông ra, chỉ dơ trường bảo vệ hắn, thiếu niên kia một lòng chỉ nghĩ thoát thân, hỗn loạn khắp nơi, Lưu Vân lại không cho mình đi, dưới tình thế cấp bách, hắn nắm mờ u bàn tay Lưu Vân, ra sức cắn. Máu trào ra, mờ u bàn tay Lưu Vân bị cắn chảy máu, lại nhận thêm một gậy trên chán, đồng tiền bay khắp nơi, nước lửa giao công một mảnh kêu gào giống mắng, từ xa có tiếng bước chân, quan sai đã cầm đao chạy tới, cao giọng hét lên, đừng đánh. Tiểu tặc ở đâu? Những người hành sự đã đến. Một khi đưa vào trong tay triều đình, mọi việc đều phải xử lý. Đáng thương thiếu niên cả đời sắp vì nước vì dân, trở thành con gà giết gà dọa khỉ, giết một dọa trăm. Yên lặng không nói gì, Lưu Vân cuối cùng cũng buông lỏng năm món tay ra, thiếu niên vừa được tự do, lập tức dẫn tất cả huynh đệ trên đường chạy trốn, trước khi đi không quên một tiếng kêu, một đám heo. Bất quá trộm ngươi một cân thịt, ngươi dám chỉnh ta như vậy. Nhìn thiếu ra ngày mai phóng hỏa đốt cửa hàng, thiêu chết cả nhà ngươi, trốn trốn, đuổi đuổi, mọi người kêu gọi đánh giết, khung cảnh hỗn loạn, Lưu Vân đầy mặt máu tươi bị bỏ lại. Lưu Vân cúi đầu xuống, một mình đứng trong ngõ hẻm, hắn giơ tay lên, những giọt máu rơi xuống trên tuyết, vẽ một đường máu trước mặt, ngăn cách hắn với đại trần thế. Nho hiệp một lòng bảo hộ, không phải vì quốc gia hình pháp, cũng không phải vì kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp tập tục, mà là nhân tính tam cương ngũ thương. Nhưng bọn họ huyết nhiễm vạt áo, lo lắng tận lực, cuối cùng lại chỉ có thể ở đây như thế này, nhẹ nhàng mà rơi lệ cười khô. Nhân sinh mất mát, nhân gian thất vọng, thương xót, nạ đáng thương nạn đói giết người, dã thú ăn người, nhưng kẻ giết người nhiều nhất thiên hạ vẫn là con người. Chạc anh chạc túc, đều do tự dước, ngày nay thế đảo như thế, chưa chắc không phải là điều mọi người mong muốn. Cần gì ai tới thương cảm, ai tới lớn tiếng kêu gọi. Một cơn gió mạnh thổi qua, tuyết rơi đầy trời, che đi vết máu do Lưu Vân để lại, giới hạn cuối cùng trồi đi. 13 năm trước Lưu Lão Đệ 13 năm sau Lư Đại Thúc, hai người cùng quỳ dạp xuống đất, những giọt nước mắt nóng hổi nghẹn ngào, làm tan đi sương tuyết trời đông giá rét. Nhân sinh như mộng, biết nói gì đây? Lư Vân giơ tay áo lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang, một đồng xu rừng trước mặt, Lư Vân hơi kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn, lại một đồng xu khác rơi xuống đất. Lư Vân lòng tràn đầy kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu xem thấy những đứa trẻ lần lượt đi lại trong mõ hẹp nhìn thấy những đứa trẻ này ăn mặc rách dưới chính là đám ăn mày lưu lạc kia chỉ thấy mọi người khắp nơi lục tìm đồng tiền sau khi tìm được thì ném từng đồng một tới đây lư vân chấn động không biết làm sao những đứa trẻ này lại thay đổi ngừng chạy trốn quay lại nhìn những bá tánh quan sai khác cũng không đuổi theo bọn trẻ nữa mà chỉ yên lặng ở một bên quan sát lư vân vẻ mặt kinh ngạc đang muốn hỏi chuyện, chợt nghe tiếng ca du dương, nghe được thiếu nữ xương nói. Bái thủy thần, cầu ân đức, thủy thần tức giận trời không mưa, từng nhà ăn mão lương. Tế thủy thần, chuộc tội nghiệt, thủy thần tức giận trời mưa lớn, làm ngập lụt nhà cửa của người dân. Quái đản mê tín ca dao phát ra từ giọng hát trong trẻo đó, lại cũng có vẻ thập phần dứt khoát rõ ràng. Lư Vân quay đầu lại, thấy gánh mì của mình đặt ở đầu hẻm, một nữ lang đang ngồi trên đó, trên tay trái hạ vứt lệnh bài, tay phải nhẹ lay động quạt xếp, ngồi xếp chồng đùi lên nhau, mũi chân duỗi ra, không cần thiết nói, tất nhiên là thiếu các chủ tới. Quỳnh Phương cũng chỉ có quyền thế thủ đoạn của nàng mới có thể dễ dàng làm dịu tình hình, làm phân tranh hai bên cùng cúi đầu xưng thần. Mắt thấy Lưu Vân vẻ mặt kinh ngạc, Quỳnh Phương nhảy khỏi gánh mì, mỉm cười bước tới nàng nhặt những đồng xu trên mặt đất, đưa vào lòng bàn tay của Lưu Vân, mỉm cười nói, thủy thần sư phụ, ta làm việc như vậy có phải là điều đúng đắn trong lòng ngươi không? Lưu Vân hai tay cầm đồng bạc, lại cũng không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu thấp xuống, khóe miệng khép lại, dường như có chút thẹn thùng. Có rất nhiều bá tánh đang xem, từng người ở bên nhìn lén, Quỳnh Phương đã quen với những chuyện lớn từ nhỏ nên không cảm thấy ngại ngùng nàng giơ khăn tay lên lau máu cho lư vân mắt thấy hắn cúi đầu trong lòng đột nhiên cảm thấy dịu dàng nhấc gót chân hôn lên gò má hắn trung ba tánh và đám trẻ kinh ngạc cảm thán bàn tán sôi nổi lư vân không dự đoán được nàng sẽ hôn mình hoảng loạn giơ tay áo lau mặt quét ra một vết máu lớn lại cũng tựa như mặt phấn quỳnh phương thấy hắn xấu hổ nhất thời cười nói lư ca ca đừng làm mặt đau khổ nữa đã đến lúc chúng ta phải khởi hành lư vân hoàng nói đi đi đâu quỳnh phương ngửa đầu nhìn chăm chú hắn nghiêm nghị nói đi bình định thiên hạ lư vân kinh hãi không thôi không biết quỳnh phương sao lại có những lời nói táo bạo như vậy còn chưa kịp hỏi lại thấy vị thiếu các chủ tự ngồi trên gánh mì chờ trạng nguyên gánh rời đi lư vân kinh ngạc nói người không trở về dịch quán quỳnh phương thần sắc không vui lắc đầu nói đương nhiên không quay về ta vừa mới nhận được tin tức nói hoàng hậu nương nương vội muốn gặp ta ta phải mượn sức đôi bàn chân của ngươi đưa ta đoạn đường bá tánh đang theo dõi nghe được bốn chữ hoàng hậu nương nương nhịn không được một trận kinh hô từng người bàn tán nói chuyện chỉ là quỳnh phương sợ kinh động bá tánh còn lưu vân vẫn bất động thấy hắn cúi mặt xuống nghĩ là không muốn đồng ý quỳnh phương hừ nói tuyết rơi điên cuồng giao thông đường bộ và đường thủy đều bị cắt đứt. Nếu ngươi không giúp ta, ta đành phải hướng ngươi đòi nợ. Đằng trước nói mấy câu hợp tình nhập lý, cuối cùng một câu lại là kỳ phong nổi lên. Lư Vân cảm thấy kinh ngạc, hỏi ngược lại, đòi nợ. Lư mỗ khi nào mượn tiền ngươi? Quỳnh Phương vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn, xinh đẹp cười nói, ngươi đã nhanh chóng quên. Ta nơi này thỉnh giáo Lư Đại Gia, ngài lấy tiền từ đâu để mua gánh mì? lư vân cúi đầu trầm tư ngày ấy trên đường dương châu giờ trong túi lấy ra một mảnh lá vàng thuận tay dùng lại không nghĩ tới nó đến từ đâu hắn trầm ngâm sau một lúc lâu liền nói không biết có lẽ là chính mình tạo ra quỳnh phương suy một tiếng cả giận nói hổ ngôn loạn ngữ người cho rằng túi tiền của mình là hố châu báu tự mình sinh ra tiền sao nghĩ cũng hay lắm nói mắt nhìn hương thân lớn tiếng nói ta có lá vàng trong túi, mọi người nói xem, các ngươi đã bao giờ trải qua điều tốt đẹp như vậy chưa? Mọi người nghe vậy đều lắc đầu. Trưởng quầy thịt khô cười nói, rộng túi thiếu tiền là chuyện xảy ra hàng ngày, nhưng tự sinh ra tiền lại là chuyện chưa từng thấy. Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, nàng từ trong lòng lấy ra một mảnh lá vàng, lạnh lùng hỏi, họ lư. Ngày ấy người dùng lá vàng, có giống như thế này không? Lư Vân tả nhìn hữu xem, gật đầu liền nói, hình như vậy. Quỳnh Phương hờn dỗi nói, cái gì hình như vậy? Chính là vậy. Đó là cô nữ ở trong miếu Kinh Châu đưa cho ngươi. Người nghĩ đến từ đâu? Nói rồi ném chiếc lá vàng cho ông chủ quầy thịt khô như một phần thường. Lúc ấy mua bán sử dụng bạc trắng, ngoại trừ phú thương quan chức, rất ít người mang theo vàng bên mình. Trung ba tánh thấy lá vàng lấp lánh tỏa sáng, đều rất kinh ngạc cảm thán đều biết trước mặt cô nương này thật sự được dát vàng, chắc chắn là đại tiểu thư quan gia Kim Chi Ngọc Diệp, lão bản cầm lá vàng cắn, đôi tay dơ lên cao, cuồng hô, thần linh ơi. Lư Vân khẩu không trả lời được, Quỳnh Phương lại khí định thần nhàn, nàng ngồi trên gánh mì của Lư Vân, nhàn nhạt cười nói, may mắn Lư Lão ra không quịt nở, còn biết lá vàng là của ta, đến đây đi đến đây đi, nghiêng cổ nhìn trời, bàn tay mở ra, tức giận nói, trả tiền. Đường đường ngọc nữ các chủ, hiện giờ như thái bảo lưu manh, chỉ là thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, lưu Vân cũng đành phải nói ra sự thật, hiện giờ không có, nợ mấy ngày được không? Quỳnh Phương lạnh lùng thốt, các vị hương thân, một mảnh lá vàng đáng giá 20 lượng bạc, các ngươi nói xem, ta có thể tin hắn không? Thiếu niên ăn trộm xông thẳng tiến lên, kích chỉ gầm lên, tiên nữ tỷ tỷ đừng tin hắn, bán mì đều là kẻ nghèo hèn, còn tệ hơn ta. Trong chốc lát không thấy bóng người, có thể tìm ở đâu? Quỳnh Phương mỉm cười nói, đa tạ tiểu huynh đệ, người nói thật là rất đúng. Tùy tin ném đi, lại đem lá vàng thưởng cho thiếu niên. Thiếu niên cầm đại hồng bao, hai đầu gối quỷ xuống đất tạ ơn, bần đồng còn lại cũng đều hoan hô nhảy nhót, thét to, có tiền ăn tết. Thấy được phần thưởng hào phóng như vậy, một bên bá tánh đều xoa tay hầm hè, nộ mục nhìn phía Lưu Vân, dường như cùng hắn kết hạ thù không đội trời chung. Nhiều người trở nên tức giận không có thuốc chữa, Lưu Vân cau mày lắc đầu, cô nương, đòi tiền ta không có, muốn mệnh chỉ có một. Người cần như thế nào, nói rõ ràng đi, Quỳnh Phương sóng mắt lưu động, liếc nhìn Lưu Vân, cười nói, ai muốn mạng thối của ngươi. Ta không phải nói, chỉ cần ngươi chịu đưa ta hồi kinh, chờ ta tới tử vân hiên, nợ nần sẽ tự hết. Nàng ngoái đầu nhìn lại Lưu Vân, lại cười nói, Lưu Đại gia, tâm ý ngươi rốt cuộc như thế nào? Tiếng chưa tắt, thân thể đột nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, Lưu Vân nâng gánh mì, Quỳnh Phương vui vẻ nói, ngươi đồng ý. Khi nói chuyện, bỗng nhiên trên vai khoác một kiện trường bào, lại là từ trên người Lưu Vân cởi xuống. Nghe hắn thở dài, thấp giọng nói, dù sao ta muốn đi Sơn Đông ở phía Bắc, thuận đường đưa ngươi vài dặm đường. Quỳnh Phương vui mừng quá đỗi, nàng quấn chặt trường bào, cười nói, có chăn bông rồi. Cũng là sợ chính mình ngã xuống, vội vàng khoanh chân ngồi, tay trái câu lấy bên hông Lưu Vân, liên tục chụp đánh, con ngựa đi mau, đi mau. Nhìn nàng hoan hô vui sướng, dường như tiểu nữ hài nhi đi xa nhà, Lưu Vân nghe nàng luân phiên thúc giục, lại vẫn chậm rãi bước đi, hắn vừa đi như xe bò vừa đi như bò già kéo xe kéo, Quỳnh Phương mắng nói, mù ngốc, cô nương lăn xuống đất đi còn nhanh hơn ngươi. Trong tiếng kinh hô của bá tánh, một tiếng A vang lên kéo dài, kiếm thần đương thời khởi giá chạy như bay, thế này há có thể tâm thương. Đảng Vân gia vũ, thoáng chốc liền đã gặp được đầy trời sao, lư vân thế nhưng bay vọt nhà dân, thẳng chiều phương Bắc. Kiếm thần phi nhanh như ngựa bay. Quỳnh Phương dài rơi xuống đầy tay lá vàng. Kiều Thanh nói: Các vị đại thúc tiểu đệ, chúng ta hẹn gặp lại. Bông tuyết bay múa, vàng lá phiêu phiêu, dưới chân ba tánh hoan hô tranh đoạt, lại nghe nơi xa pháo nổ vang. Giờ phút này đã là trừ tịch. Ngọn đèn dầu dần dần đi xa. Quỳnh Phương ngồi trên gánh mì, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể của Lưu Vân, cuộn áo choàng của Lưu Vân lên, trong lòng cảm thấy mỹ mãn. Tại một khắc này, đã quên Hắc Y Nhân, đã quên Từ Vân Hiên đã quên đồng bạn dịch quán Dương Châu. Liền dáng vẻ tình lang cũng dần trở nên mơ hồ, giống như dưới chân thành Dương Châu, tất cả đều không nhìn thấy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.